Wow, ở đây có con vật này rất to này các bạn này. Không biết là con gì nhỉ? Chúng ta cùng rửa nào. Wow, các bạn có xem này, đó là một chú chó Ken các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, ở đây rất là nhiều con vật này các bạn này. Wow, các bạn cùng xem này. Wow, ở bên này các bạn này, có những con vật màu xanh dương này. Wow, con vật màu vàng này. Wow, con vật màu tím này các bạn này. Ở đây các bạn này, wow, những con vật màu đỏ này các bạn này. Wow, các bạn cùng xem này. Wow, trông rất là bẩn các bạn ạ. Chúng mình cùng nhặt vừa rồi nhé các bạn. Mình nhặt con này nào. Wow, thêm một con nữa nào. Wow, ở dưới này các bạn này, một con rất là to các bạn ạ. Wow, không biết con gì nhỉ. Chúng mình cùng nhặt qua đây nhé. Tiếp tục nào. Wow, phía bên con màu vàng này các bạn này. Các bạn cùng xem này. Wow, nó rất là to các bạn. Không biết là con gì các bạn ạ. Wow, bên này các bạn này, một con vật màu đỏ nữa các bạn này. Hình như nó là một con gấu phải không các bạn nhỉ. À, xuống phía dưới này các bạn này, một con vật màu tím này. Wow, rất là nhiều con to các bạn ạ. Wow, rất là thích thú các bạn ơi. Wow, các bạn cùng xem này, ở phía dưới này các bạn này. Wow, nó là một con vật màu xanh lam các bạn. Wow, phía trên này các bạn này, nó là một con vật màu xanh lá cây các bạn ơi. Wow, chúng mình nhặt vào đây nhé. Tiếp tục nào. Wow, ở chỗ này hai con này các bạn này, một con màu tím và một con màu xanh lam này các bạn này. Chúng mình nhặt vào đây nhé. Tiếp tục nào. Một con màu vàng này các bạn ạ. À, không biết con gì nhỉ? Có vẻ nó rất là nhiều cái chân các bạn ạ. À, chúng ta cùng nhặt phía bên này nào. Một con màu tím này các bạn ạ. À, xuống phía dưới các bạn này. Lại thêm một con màu tím nữa các bạn ơi. À, rất là nhiều các bạn ạ. À, phía trên này các bạn này. Một con màu vàng này các bạn này. À, trông nó rất là tròn trịnh các bạn ạ. À, phía dưới các bạn này. Hình như nó là một con hươu phải có các bạn. Tiếp tục nào. À, phía trên này các bạn này. Một con màu xanh lam này các bạn ạ. Con này rất là to các bạn ơi. Wow, phía dưới này các bạn này. Wow, nó là một con vật bé xíu các bạn ạ. À, mình sẽ nhặt con màu xanh lá cây và con màu tím này nhé. Wow, cùng bỏ con đây nào. Wow, các bạn cùng xem này. Một con vật màu xanh lam này các bạn này. Wow, một con vật cuối cùng này các bạn này. Chúng mình sẽ nhặt vào nhé. Wow, một con vật màu đỏ các bạn ạ. Wow, các bạn cùng xem này. Quá lúc nãy giờ nhặt được rất là nhiều con vật này các bạn này. Chúng mình mang đi rửa nào các bạn. Các bạn cùng xem này, ở đây có hồ nước sạch nhé các bạn này. Chúng ta cùng rửa nhé. Wow, chúng mình cùng lấy con này nào. Wow, một con vật màu xanh dương các bạn. Chúng rửa nào các bạn. Wow, thì ra nó là một con hổ các bạn ạ. Một con hổ trông rất là dữ tợn các bạn. Chúng ta cùng bỏ vào đây nhé. Tiếp tục nào. Để con này nhé các bạn. Con màu vàng nào. Chúng rửa nào. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con hươu các bạn ạ. Wow, một con hươu có sừng phân nhánh các bạn ạ. Nào, chúng tiếp tục nào. Để con màu tím này nhé. Chúng rửa nào. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con lừa các bạn ạ. Một con lừa màu nâu rất là đẹp các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Wow, đây có màu vàng này này. Một con vật rất là béo các bạn. Nào, chúng rửa nào. Wow, thì ra nó là một con gấu các bạn ạ. À, một con gấu màu đen đấy các bạn ạ. Cùng mở vào đây nhé. Đấy con này nhé các bạn. Một con vật màu đỏ rất là bé các bạn ạ. Chúng ta cùng rửa con này nào. Wow, các bạn xem này. Nó là một con chuột các bạn ạ. Wow, tiếp tục nào. Một con vật màu tím nào. Chúng ta cùng rửa con này nhé. Xem con này là con gì nữa các bạn. Wow, thì ra nó là một con báo các bạn ạ. Wow, một con báo đốm các bạn ơi. Chúng mình bỏ vào đây nhé. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Wow, ở đây có con vật này rất to này các bạn này. Không biết là con gì nhỉ. Chúng ta cùng rửa nào. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một chú chó Ken các bạn ạ. Một chú chó rất là đẹp các bạn ạ. Wow, mình rất thích con này này. Tiếp tục nào. Wow, lại thêm một con vật màu xanh dương này các bạn này.
thịt ra con rùa nhé. Wow, thì ra nó là một con cá voi sát thủ các bạn ạ. Wow, một con cá voi sống ở biển cả các bạn ơi. Nào, tiếp tục con này nhé. Nó là một con vật màu xanh lá cây các bạn ạ. Chúng mình sẽ rửa nhé các bạn. Wow, các bạn xem này. Nó là một con cá mập các bạn ạ. Wow, một con cá mập rất là hung dữ các bạn ơi. Nào, cùng tiếp tục con này nhé. Wow, một con vật màu tím này các bạn ạ. Rửa con này nào. Wow, thì ra nó là một con cừu các bạn ạ. Wow, một con cừu, nó có bộ lông rất là dày các bạn ạ. Một con to này này. Wow, ở đây có một con rất là to các bạn ạ. Chúng rửa con này nhé. Wow, các bạn xem này. Nó là một chú chó các bạn ạ. Wow, một chú chó rất là đáng yêu các bạn ơi. Nào, tiếp tục nào. Thêm một con vật màu xanh lam này các bạn. Chúng rửa nào. Wow, các bạn cứ xem này. Nó là một con lợn đấy các bạn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục con này nào. Một con vật màu tím nhé các bạn. Chúng rửa nào các bạn. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con voi các bạn ạ. Một con voi có cái vòi rất là dài các bạn ơi. Tiếp tục nào. Wow, ở chỗ này các bạn này. Một con vật màu đỏ này. Rất là to này các bạn này. Chúng ta cùng rửa nhé. Wow, thì ra nó là một con gấu các bạn ạ. Wow, một con gấu trông rất là đẹp các bạn ạ. Mở vào đây nhé. Tiếp tục con này nào. Wow, không biết con gì nhỉ. Chúng ta cùng rửa nào. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con tôm các bạn ạ. Lấy con này nhé các bạn. Wow, cùng rửa một con màu đỏ này nào. Xem nó là con gì nhé. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con sư tử các bạn ạ. Sư tử rất là hung dữ các bạn ạ. Chúng ta cùng rửa con này nào. Một con vật màu xanh lá cây rất là bé này các bạn này. Cùng rửa nào. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con gà trống các bạn ạ. Cùng mở con này nhé các bạn. Wow, chúng ta tiếp tục con này nhé. Cùng rửa nào. Wow, các bạn xem này. Thì ra nó là một con khỉ đột các bạn ạ. Tiếp tục nào, con cuối cùng rồi các bạn. Cùng rửa nào các bạn. Wow, các bạn xem này. Nó là một con ngựa đó các bạn ạ. Rất là nhanh các bạn ơi. Wow, các bạn xem này, lúc nãy giờ rửa được rất là nhiều con vật này. Wow, con gấu này rất là to này. Wow, con chó này này. Wow, còn có rất là nhiều con to các bạn. Wow, thật tuyệt vời các bạn ơi.